đâu bà cho ăn nhá. Quầm ngon nhé. Nào ít quầm đi ơi. Ít quầm đi. Này quầm thế này, quầm thế này. Quầm. À quầm. Oh, nice.
thằng mà lươn, đấm giá thằng mà lươn cho ăn trong. Wow. Tầm giá tụi em hãy xa cái nông giá tầm nấy xong rồi luôn. Phải chưa phải tầm nấy mới đủ. Phải chưa mới đủ chắc hẳn lúc nữa luôn giá ngâm đó kì. Đâm giá xong mà. Hay lần này mới đủ chắc hẳn ra mà đưa nó phay quá. Tụi em lại hãy có hãy mê. Ồ, đây 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 này. Con ra này nào, nhịp nhau nha, bỗng nha. Dùng tay nha. Nào, bế nào. Đấy, con gì đốt này, ô, này. Đâm giá tầm nay sang ba lươn này kìa. Tụi em này hãy đông mình khóc, tăng mừng phân lên nào nhá. Tầm nay nó sang ba lươn. Hãy lòng bày tăng văn từ chầu bay từ cơ tớ tăng tầm nay mới đủ. Tầm nay sang ăn đóng ba lươn là tụi em kiếm năm này. Vừa dáng năm vừa vừa mẹ khóc ình
Bye bye, 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 bye
phải đông lũ em. Đi đâu đi không biết, đường nào không. Cái đầm hết giá tận mấy tụi em trong mưa xa thôi. Ngồi cạnh mẹ nhá, bà đi nhặt thuốc cho nhá, nè nè, ít trong mẹ nhá, nè nè nè. Ừ.
กินจานะ Chị ra mà nói chị ăn ra hen. Chị ăn ra hen. Đó, mẹ đấm lưng cho mẹ á, bà đấm lưng cho mẹ một tí á. Thank you.
Ý ơi, đi nấu cháo cho mẹ. Mấy bà đi nấu cháo cho mẹ nè. Ồ, đi nấu cháo cho mẹ nè. Chậu nữa. Oh.
cái mắm này. Cái mắm chảo này. Mình phải cho ăn chảo này. Đi có tục nào, đi có tục có tục nào, đi 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 bằng ngại nào, đi có tục bằng ngại nhé, cậu đi bằng ngại nhé. Thank you.
Nè nè nè. Nè. Đây đây, mang một quà cho con nhé. Đây. Mẹ nó làm sao đấy? Mẹ đi đâu á? Ông con nói rồi phải không? Cho để ba bóc kẹo cho con nhé. Đây mà ông kẹo con này con ăn này. Đấy, ngon rồi. Tôi muốn cái nóng rồi em. Phải hết thì chút thảo cho doanh nghiệp. Vâng ạ, có muốn phải mà lươn nhỉ? Cũng ngắm mà thú lươn. Nó là ni đẩy buổi thâu xong rồi phải hết thì con uống sữa này nhé. Con uống sữa này rồi này, đấy con. Đây đây con uống sữa này nhé, ba bóc cho xong là con với bà đi đi xem con gà bữa nay làm cơm nhé. Con cầm xong với bà đi nhé. Đây bà cầm nè, bà cầm cho con nhá. Thế con mới vào đi xem nhé, con gà nhé, chị mới mà bắt nhé. Con có
còn nó có một ô cây cặp cái chưa ha. Này bố, xưa nữa. Để anh lo nghĩ nữa, phải ra phải hết cho rồi. Bái ra hồ mộ cái. Xem cún ở đâu, cún đâu, cái chị ba đi, bác chị ba đi, ở đây á, hoa ở đâu, à hoa kia.
hai bà cháu mình đi xem con vịt nhé. Hai con vịt nó về chưa nhỉ? Bố bà đi xem con vịt ạ. Ôi. Ôi. Tiếng gì em chào nhé. Dạ tiếng gì em chào. Mungkin nên cái này cái hàm mỏi đi nó lùn nữa. Ba đi luôn nước tắm nha.
Để ba đun cho con nhé. Đây. Mẹ đâu? Nóng quá. À đây 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 này cho con. Xong đi tắm nha, đi xem nước xong mình đi tắm nhé. Ok, được rồi.
chỗ này. Ừ. Đúng không? Đúng không? Đấy à. Tin nào. Được hơn nhỉ? Mở nhé, bà mở cho con nhé. Nhá, này này, tí nhờ mẹ mở cho ba đi nấu cơm nhé. Ngày nay năm nghìn thôi.
cho xem.